cái trải nghiệm đời thực có giúp chị nhiều trong cái vấn đề diễn xuất không? Và khi mà đóng cặp với cả anh Huy Anh và anh Quang Tấn thì cảm xúc của chị có nhiều khác biệt không ạ? Cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Bạn nghĩ sao mình? Xin cảm ơn câu hỏi của anh đã đưa ra. Khi mà nhận cái vai này thì cũng như Linh chia sẻ ngay hồi nãy ấy, là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái vai, trước giờ có thể là đóng một cái vai không có chồng hoặc là một cái vai tiểu thư nào đó, chưa bao giờ đóng vai bà mẹ đơn thân, và đây cũng là lần đầu tiên. Thì không biết là một có cái sự trùng hợp hay không, khi chính bản thân mình cũng đang là một người mẹ cũng nuôi con một mình như vậy, thì có lẽ nó có nhiều cái sự đồng cảm ở trong đó. Khi mà mình hiểu được cái nỗi vất vả và hiểu được cái sự trăn trở và cái sự bảo vệ người con của mình như thế nào, nên trong lúc hồi nãy Linh có chia sẻ là khi mà mình đọc cái kịch bản này, mình sẽ hiểu thêm được cái tâm lý và những cái suy nghĩ cũng giống như là những cái cách ứng xử của một cái nhân vật ngọc ở trong đó như thế nào, là mình sẽ có lẽ là cái nhân vật Tuyết Ngọc này thì lại cứng nhắc hơn là Linh ở ngoài, và có nhiều cái cũng rất là bảo thủ, chẳng hạn giống như là về một cái cách mà cổ quyết định nuôi con 8 năm một mình như vậy, và cũng trải qua rất là nhiều nhiều cái sự khó khăn, nhưng mà rất là may mắn là Tuyết Ngọc có những cái người bạn thân ở bên cạnh, đó là nhóm bóng bay. Và cổ luôn luôn nghĩ là khi mà mình một mình nuôi con nó sẽ tốt hơn, và không có cho người chồng luôn là một cái nỗi ám ảnh, và cổ luôn nghĩ là nhưng có lẽ là không cho con mình biết về người chồng luôn là sẽ tốt nhất. Thì cái đó có lẽ là cái điều khác biệt giữa Linh với lại cái nhân vật Tuyết Ngọc. Nhưng mà cái vai Tuyết Ngọc này nó đã để lại cho Linh rất là nhiều điều. Nhiều lúc Linh đang quay Linh cũng suy nghĩ, thậm chí mình ở ngoài đời thì Linh có lẽ là một một người mẹ cũng từng nuôi con, cũng từng trải qua những cái cảnh mà con mình bệnh một mình như vậy, mình sẽ xử lý như thế nào. Và khi có một người đàn ông ở bên cạnh, có nhiều lần Linh trao đổi với đạo diễn là ngay từ đầu thì kịch bản này cũng không phải là như vậy. Từ đầu thì kịch bản này Linh được nhận đọc đó là cô Tuyết Ngọc này, khi mà một lần một người chồng mình, một người mẹ đơn thân rồi, khi mà gặp lại được một giống như là được đền đáp lại một tình yêu đẹp, một hoàng tử, đó là hình ảnh xuất hiện, và cuối cùng hai người có một cái kết đẹp. Nhưng mà có nhiều cái cảnh mà tốn tóng thì em nên phải chia sẻ với lại đạo diễn là nếu như mà em là một người vợ thực sự trong một cái hoàn cảnh như vậy, những cái gì mà Tuấn thể hiện rất là thương con, rất là mong muốn có một cái hạnh phúc thực sự, một người đàn ông mà người ta đã thay đổi, đã đánh mất và đã quý trọng những cái giây phút bên cạnh gia đình như vậy, thì mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ, mình không quá cứng nhắc để mà phải chọn lựa như vậy. Thì có nhiều lần trao đổi vì cái ánh mắt của người bạn diễn của mình, người chồng của mình trong phim, thể hiện một cái sự rất là tha thiết và rất là thương con và thương gia đình và hối hận vì những cái gì mình gây ra. Và cái sự có lẽ là Linh, khi mà Linh vào cái vai diễn này thì có những cái trăn trở ngoài đời của Linh cũng đưa vào cái vai diễn này rất là nhiều, vì giờ nó có những cái khoảng lặng nó giống như là cái vai cô Tuyết Ngọc này. Thì Linh cũng xem đây là một cái vai diễn rất là, Linh không biết là khi mà khán giả đón nhận cái vai diễn của Linh như thế nào, nhưng mà đây là cả một cái quá trình mà Linh cố gắng hết mình